Hello Vân, xin chào cả nhà. Hôm nay Vân muốn share với mấy anh chị về cái câu chuyện ung thư của Vân mà rất là nhiều anh chị em request muốn Vân nói lại một lần nữa trên live. Vân cũng đã từng nói một lần trên live rồi mà chắc cái video nó trôi đâu mất rồi. Cho nên có một số anh chị là muốn request Vân nói lại. Thì mấy anh chị cũng biết là Vân làm nail 15 năm. Trong cái ngành nail thì mấy anh chị cũng biết là độc tố rất là nhiều trong ngành nail. Thì khi mà Vân làm một thời gian lâu á thì nó bị bệnh thôi nào không có hay. Thì khi Vân bị bệnh á, về thận á mấy anh chị, thì cái triệu chứng nó đau lưng dữ lắm luôn. Nó đau lưng rồi nó uể oải mệt mỏi, nó không có sức khỏe để đi làm. Mỗi ngày á mình ngủ á mình muốn nướng cho nó khác luôn mình mới bước xuống giường được. Thì nói chung là nó mệt dữ lắm. Thì nhưng mà mình không có nghĩ là mình bị thận. Thì sau đó thì Vân cũng tiếp tục Vân làm, chứ cũng ghét đi bác sĩ lắm, không có thích đi bác sĩ. Thì cũng may mắn cho Vân là Vân có được một cái dòng dược thảo của một người bạn giới thiệu một dòng dược thảo, và họ nói với Vân á, chị ta nói với Vân là Vân dùng đi để cho có sức khỏe để đi làm thôi, chứ nhìn Vân xanh xao quá thì không biết là Vân có bệnh gì hay không. Thì Vân nói Vân chỉ có đau lưng thôi, thì đau lưng thì uể oải mệt mỏi thôi. Thì đau lưng thì lúc đó mình cứ nghĩ là mình sanh đẻ ba đứa thì mình chích thuốc dục mà sao. Sau lưng á thì nó bị đau lưng tại mình hay nghe hai má của mình nói đó, má chồng với má mình nói là chích đi con ơi, sau này mày đau lưng trước khi mày già. Thì cứ nghe vậy cứ nghĩ là chắc đau lưng là tại vì mình chích thuốc dục nhiều quá cho nên nó đau lưng vậy thôi, nghĩ vậy thôi, rồi cứ uống thuốc nhất vô và nó cầm cự vậy thôi, chứ không có đi bác sĩ mấy anh chị. Thì cho đến chị đó chị tặng cho Vân bộ dược thảo, thì Vân nói ok thì uống thì cứ uống thôi. Tại vì vợ chị nói là Vân nhìn thấy xanh xao quá thì chắc tại ăn uống thiếu chất. Thì lúc đó Vân cũng yes, cũng ăn uống thiếu chất, mình biết mà mì gói là bạn của mình mà, cho nên là mình rất là biết là người mình thiếu chất rồi, làm việc quá kiệt sức á. Thì uống trong vòng có 6 tuần thì mình cảm thấy cái người của mình nó không còn đau lưng, trong vòng 4 tuần thì không còn đau lưng nữa, không uể oải mệt mỏi nữa. Thì lúc đó mình nghĩ là mình 6 tuần thì mình cảm thấy nó khỏe giống như thanh niên vậy mấy anh chị, mình nghĩ là mình đâu có bệnh, đâu có mệt mỏi gì nữa đâu. Thì mình cứ tiếp tục mình uống, là tại vì người ta nói là đây là thức ăn dinh dưỡng cho mình mỗi ngày, mình ăn uống thiếu chất cho nên mình mới không có khỏe. Thì sau đó Vân tiếp tục Vân uống, giải lại trong đó nó có một cái chất detox, đẩy những cái gì mà dơ trong người của mình ra đó, detox những cái độc tố trong người của mình ra. Thì mấy anh chị cũng biết đó, là làm trong ngành nail của mình là mình ngửi quá chất mỗi ngày, và hơn nữa đó là mình ăn uống thất thường nè, ăn uống không có điều độ nè, uống nước không có đủ nè, rồi ngồi cả ngày, ngồi từ ít nhất là 6 tiếng đồng hồ trở lên. Thì tất cả những cái đó thì nó sẽ gây cho mình một cái bệnh. Và hơn thế nữa đó là trong trong tiệm của mình đó, là mình ngồi trong cái chemical mà mỗi một ngày mình ngồi như vậy á, mình nói mình không có hút thuốc và mình ghét những người hút thuốc đúng không, nhưng mà không ngờ là mình ngồi trong cái tiệm nail của mình á một ngày bằng mình hút 2 gói thuốc, mấy anh chị có tin không? Đó thì làm sao mà mình chịu nổi đúng không, sức khỏe của mình có hạn. Mấy anh chị có từng thấy là những người mà người ta bị sảy thai bao giờ chưa? Mới vừa mang thai và chừng 1 giờ tuần sau cái sảy thai là tại sao? Tại chemical nó quá mạnh đi. Có nhiều người nói tôi đâu có làm bột đâu mà tôi sợ chemical. Vui lắm nha. Nhưng mà không ngờ sau này Vân đi học những cái khóa làm sao để bảo vệ sức khỏe, và những cái khóa mà người ta nói là trong tiệm nail có cái chất gì, chemical gì có thể gây hại đến sức khỏe của mình, thì Vân mới biết được đó là những cái người mình nói sơ sơ thôi á, là hai cái mà hầu như là ai vô tiệm nail mình cũng phải xài hết mấy anh chị. Thứ nhất á là aceton, thứ nhì là nước sơn. Mà trong aceton á nó có một cái chất làm bơm ở trong đó, và trong nước sơn nó có một cái chất ướp xác chết. Thì hai cái chất này đó nó mình ngửi hoài mỗi ngày thì nó vô trong nó phá hủy cái tế bào gan với tế bào thận của mình, mà gan với thận là cái chỗ đẩy độc duy nhất
chỗ để độc duy nhất trong cơ thể của mình. Mà mấy chị thử tưởng tượng đi, nó vô nó phá hủy, nó làm yếu. That's why, đó là lý do tại sao mà anh chị mà làm nail sau này bị thận với bị gan rất là nhiều. Vân thì Vân bị thận ha, Vân bị về thận, cho nên là nó phá hủy tế bào gan thận của mình, nó không lọc được thì nó sẽ nó ứ trong đó, nó sẽ gây ung thư. Mấy anh chị cũng biết là ai cũng, hầu như ai trong chúng ta cũng có tế bào ung thư, nó nằm nó chờ trực sẵn hết trơn rồi mấy anh chị. Mà nếu như mà mình không biết bảo vệ sức khỏe của mình, nếu như mình không có cho những cái gì mà ngon tốt để bảo vệ nó, thì mà nếu như mình cho độc tố vào nhiều quá mỗi ngày đó, tế bào ung thư nó rất là mê độc tố mấy anh chị. Khi mà nó độc tố vô rồi thì guess what, nó sẽ phát tán ra, chắc chắn nó sẽ phát tán ra luôn. Thì Vân dùng trong vòng, Vân đã bị rồi mà Vân không biết mấy anh chị ha, Vân đã bị ung thư thận rồi mà Vân không biết, thì Vân dùng cái dòng dược thảo này trong vòng 6 tuần thì Vân thấy rất là khỏe. Giả là lúc đó Vân bị một cái bệnh viêm xoang mũi nặng lắm, bị allergy nặng lắm, mà Vân phải chích mỗi một năm như vậy đó, phải chích 2 mũi. Tới cái mùa rồi á, Vân chịu không nổi mấy anh chị, phải chích 2 mũi để thở. Mà thậm chí chích rồi đó mà vẫn còn bị nó chảy mũi liên tục luôn á. Mỗi một ngày mình thay cả chục cái mask nha, có 2 cái miếng nắp kình dày ở trong đó luôn mà nó ướt hết luôn, thay cả chục cái mask rồi. Nó mà biết không, nó nghẹt ngay đây nè, mình phải nhỏ thuốc lên á, nó thông mình mới thở được á. Cái cảm giác giống như là chết sướng hơn á, mà mình phải phải chịu đựng mười mấy năm trời mấy anh chị. Mà bác sĩ nói đó, kêu án mình á, nếu mình tiếp tục mình chích á thì mình sẽ bị mục xương, ok, bị mục xương. Nhưng mà mình cố gắng đến giây phút cuối cùng rồi mà cũng không chịu nổi, cũng vẫn vẫn phải bị đi chích, là nặng dữ lắm rồi. Khi Vân dùng dược thảo trong vòng 6 tuần thì Vân không còn cảm giác đó nữa, rất là khỏe, là giống như cái người mình đã thay đổi thành một cái người khác vậy đó. Thì mình cứ nghĩ là oh, I'm safe, an toàn rồi, mình đâu có bị bệnh gì nữa đâu, thì cũng tiếp tục dùng. Là tại vì cái người đó nói là đây là thức ăn, thay thế cho thức ăn, tại mình ăn uống thiếu chất cho nên mình mới bị bệnh. Sau đó thì Vân tiếp tục dùng trong 2 năm rưỡi mấy anh chị. Tới 2 năm rưỡi sau thì Vân bị cái car accident, ok, Vân bị cái tai nạn xe, người ta tông từ ngoài sau tông tới. Khi mà tông tới như vậy đó, Vân bị hở cái lưng ở phía sau á, cái lower back của Vân nó bị hở. Khi mà bị hở thì nó mới đi chụp, nó đau lại, nó nhức lại, thì Vân mới đi chụp hình, vô bệnh viện và chụp hình CAT scan, MRI, X-ray, make sure mình ok. Thì khi mà vô trong đó chụp hình rồi đó, kết quả bác sĩ cho biết á, là ung thư thận thời kỳ thứ nhì. Hết hồn chưa? Wow, lúc đó mình giống như là trời sập đổ xuống vậy đó. Mình nói hả, mình không ngờ với cái tuổi ba mươi mấy mà mình bị ung thư. Mình không tin á chị, không tin, không tin được. Tại vì trước đây mình có feel, mình có cảm nhận được. Nhưng mà sau một thời gian mình dùng dược thảo á, là mình không cảm nhận nữa. Thì mình nói bác sĩ là no way, không có đâu, I don't believe in it. Thì bác sĩ nói là bắt phải mổ gấp, nếu mà không mổ đó thì mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thì mình không tin, và mình đi ba người bác sĩ khác nhau mấy chị, ba người bác sĩ khác nhau. Và cuối cùng cái bệnh viện mà, nếu mà anh chị ở Tampa đó, mấy anh chị biết cái bệnh viện nổi tiếng là Moffitt Cancer Center. Actually nó cũng nổi tiếng ở Mỹ luôn, chứ không phải là ở Tampa không, nhưng mà nó là chuyên về ung thư. Thì khi Vân qua tới cái bệnh viện đó, nó đưa Vân tới bệnh viện đó, thì ông bác sĩ á, ông làm hết cái test lại và ông nói Vân, ba ông đều nói y như nhau hết là ung thư thận thời kỳ thứ nhì. Nó đã ăn hết 2/3 cái thận Vân rồi. Nếu như mà không mổ thì mình sẽ rất là nguy, là tại vì nó sắp sửa qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Thì mình nghe mình hết hồn, mình nói nhưng mà trước đó, trước khi car accident mình đâu có feel cái gì đâu. Thì bác sĩ mới giải thích cho mình biết á, là nếu mà cô feel được cái ung thư đó là nó đã too late rồi, ok. Nếu mà mình cảm nhận được cái ung thư nó đến với mình á, là coi chừng là mình đã trễ rồi, ok. Mình thời kỳ thứ tư rồi mới cảm nhận được. Còn nếu như cô may mắn á, là cô biết được là thời kỳ thứ ba cô biết được, nhưng mà cái xác suất sống còn chỉ có 25% thôi. Nhưng mà cô rất là may mắn là cô bị cái car accident, cho nên cô mới biết được là cô bị ung thư thời kỳ thứ nhì. Cho nên bây giờ là cô còn kịp lúc để mổ, có nghĩa là mình còn kịp cứu được, ok. Sau rất là đau lòng mấy anh chị, kết quả cũng 15 năm làm nail đổi lại là một cái chứng bệnh ung thư. Nó đau ghê lắm, mình nghe mình
giống như là lúc đó mình feel giống như đất trời sụp đổ vậy đó, mình feel rất là tội nghiệp ha. Con mình nó còn nhỏ, mình nỗ lực mình đi làm vì con của mình cứ nghĩ là mình làm để rồi lo cho con mình có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng mà không ngờ 15 năm trong ngành nail, mình đã take away from thời gian phòng con của mình, không có nhìn nó lớn, không có nhìn được cái bước đi đầu tiên của con, không có nhìn được cái không có nghe được cái tiếng nói đầu lòng của con. 1 tháng tuổi đã đi gửi nó rồi, cho đến nó 2-3 tuổi nó không muốn về nhà với mình mấy anh chị, là tại vì mình không có trách nhiệm với nó. Mình không có gần con, cho nên là tới lúc nó 10 tuổi nó nói mẹ con không có muốn mẹ thương tiền nhiều hơn tụi con không có muốn mẹ là sống vì tiền. Lúc nào tụi con cần mẹ đó là you never there. Okay. So khi mà nghe con nói vậy đó, khi mà mình bị bệnh đó, mình nhớ là những lời con nói. Mình nói không lẽ cuộc đời mình nó end như từ đây sao? Tại vì khi mà bác sĩ mà mổ á mấy anh chị, khi mà mổ á thì bác sĩ nói là không có ca mổ nào mà guarantee hết, không có guarantee. Cho nên là không biết là mình vô ca mổ mình có trở ra được hay không. Lúc đó mình rất là đau lòng mấy anh chị ha, mình đau, mình nói trời ơi không lẽ mình sống, mình sanh ra, mình lớn lên, mình có gia đình, mình có con, mình đi làm, sao mình chết sao? Mình chưa biết hưởng thụ là cái gì mà. Mình chưa có làm trọn bổn phận người mẹ đối với các con của mình. Mình sanh nó ra để cho người khác nuôi. Mình sanh nó ra để rồi mình không có tròn trách nhiệm, mà mình cứ nghĩ là mình đi làm để lo cho nó. Nhưng mà thật sự cái mà nó muốn không phải là cái tiền mấy chị, không phải là đồng tiền. Khi đó Vân nói trời ơi nếu như mà Vân có thể ra được khỏi cái phòng mổ thì Vân sẽ bù đắp con của mình cái thời gian 10 mấy năm qua mà mình bỏ nó đi làm cực khổ như vậy. Thì cuối cùng Vân cũng mổ mấy anh chị ha, Vân cũng mổ rất là tội nghiệp. Mình cứ nghĩ là nếu như mà mình không ra khỏi phòng mổ thì mình sẽ ra sao, nhưng mà không có ngờ là mình rất là may mắn mấy anh chị, rất là may mắn. Khi mình đi mổ thì cái trong ca mổ bác sĩ cắt 2/3 cái thận của Vân và clean sạch cái phần bệnh của Vân, mà bác sĩ vẫn không có tin. Và bác sĩ nói là thường á, thời kỳ thứ nhì á, không ít thì nhiều nó đã bung rồi, nhưng mà của Vân nó gom về một chỗ không có phát tán ra, chắc mình nghĩ mình cũng có chút xíu phước gì đó. Thì khi mà clean ra thì bác sĩ nghĩ là không còn tế bào ung thư trong người nữa, thì hay chỉ guessing hay chỉ nghĩ thôi. Thì trước đó thì cũng hỏi Vân là Vân dùng cái gì, Vân đã dùng cái gì rồi, thì sau khi mổ thì Hy hỏi là một lần nữa là Vân dùng cái gì trước đây. Mà cái ca mổ này nó lạ hơn tất cả các ca mổ khác mà ông ta đã trên 20 năm ở trong phòng mổ rồi. Thì Vân nói Vân đâu có dùng cái gì ngoài Vân dùng dược thảo để hỗ trợ cái sức khỏe mình đâu. Thì sau đó đó ông ta làm cái research. Thường thì bác sĩ không có tin dược thảo mấy chị, không có tin dược thảo. Thì sau đó ông ta làm một cái nghiên cứu thì ông ta mới mới nói mới cho Vân biết á, là ông ta nghĩ là cái này nó đã giúp mình, ok, nó đã giúp mình gom cái tế bào ung thư về một chỗ. Thì sau đó thì ông ta nói là ông ta không có cho mình một cái viên thuốc gì hết, không một viên thuốc, không một trị liệu, không một nói chung là về bên Tây y đó không có cho gì hết, tiếp tục dùng dược thảo này trong vòng 3 tháng tới tới tái khám lại coi có phải nó cái này nó để giúp mình hay không.
Thì sau khi mà Vân nghe là bác sĩ vậy đó, Vân về Vân dùng 3 tháng sau Vân cũng lên Vân tái khám lại. Thì nó may mắn cho Vân á, là bác sĩ test lại hết, CAT scan, MRI, rồi thử máu, rồi X-ray, everything. Thì bác sĩ nói là lúc đó là khẳng định là không còn tế bào ung thư trong người nữa mấy anh chị. Thì nếu mà mấy anh chị mà có theo dõi Facebook của Vân á, thì mấy anh chị thấy là Vân có một cái post mà rất là mừng, là bác sĩ nói là sức khỏe Vân rất là khỏe luôn. Thì sau đó là sau 3 tháng là Vân đã biết là sức khỏe mình nó không còn tế bào ung thư rồi, nhưng mà nó vẫn còn mệt, tại vì cái mổ nó rất là lớn mấy anh chị, nó cắt là cũng cả gan trong người của Vân. Sau đó thì vẫn còn rất là đau, vẫn đau, và cái máu huyết của Vân nó cũng thay đổi, cho nên mình bị máu thấp, bị cái bệnh máu thấp, sau đó bị bệnh máu thấp và cái chóng mặt miết à. Nhưng mà không ngờ là thêm một lần nữa một cái dòng dược thảo khác nó đã cứu Vân, một cái dòng dược thảo mới của công ty. Thì sau đó thì cái lần cuối cùng mà Vân tái khám á, là 6 tháng về trước, tháng này là Vân đi tái khám lại nữa nè ha. Tháng này mình tái khám lại là 6 tháng. Thì bác sĩ tới thì bác sĩ cũng làm một cái check up tổng quát hết. Thì bác sĩ nói là chúc mừng cô, là sức khỏe cô còn khỏe hơn tôi nữa. Coi như là tất cả everything is perfectly quân bình lại hết. Rất là khỏe luôn. Thì bây giờ là Vân đã được là gần 2 năm rồi. Tháng 12 này á, là Vân được 2 năm rồi ha. Có nghĩa là hồi phục lại bình thường và Vân đi exercise mạnh lại được rồi. Hồi đó Vân cũng hay exercise rất là nhiều, nhưng mà sau khi bị mổ thì không có exercise nữa, là tại vì cái vết thương nó bị đau. Nhưng mà rất là vui mấy anh chị, rất là vui. Tự nhiên hôm nay có một số người đó muốn Vân kể là cái câu chuyện của Vân. Nói câu chuyện của Vân rất là hay. Tại sao mà không share cho mọi người, để mọi người biết cái cách để bảo vệ sức khỏe. Thì sau đó đó Vân có đi học, sau khi mà Vân mổ Vân có đi học những cái khóa làm sao bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những anh chị em làm trong ngành nail, làm sao để bảo vệ sức khỏe mình, phòng bệnh trước khi bị bệnh mấy anh chị ha. Đa số những anh chị em mà trong ngành nail, ok, sau này cái xác suất mà bị bệnh rất là cao, đặc biệt là ung thư. Vân không phải nói để cho mấy anh chị sợ nha, tại vì Vân thấy và chứng chính mắt thấy. Vân mới mất một người bạn, 1, 2, 3, 4, 5 tuần trước. Vân mất năm một người bạn 5 tuần trước á, là mới có 43 tuổi thôi, cũng là bị đột quỵ mà ra đi, cũng là nằm trong ngành nail, cũng cũng khoảng trên trên Vân có khoảng cỡ 17 18 năm có. 43 tuổi thôi. Và mới hồi tuần rồi Vân vào chùa, Vân thấy có một chị này cũng mới có 42, cỡ 42 tuổi thôi mấy chị, cũng nằm trong ngành nail và cũng mới ra đi luôn hồi tuần rồi. Và cái 2 tháng trước, 100 ngày là nhiêu, là 3 tháng mấy trước ha, mới cái anh bạn đây mới có 100 ngày, mới xong hồi thứ 6 tuần rồi, là cũng nằm trong ngành nail luôn. Ok. Ngành nail hiện bây giờ rất là nhiều anh chị bị cao máu, okay. Bị cao máu và bị tai biến, bị nhồi máu cơ tim ha, bị tai biến mạch máu não, và bị thận, bị gan rất là nhiều luôn ha. Ung thư thì Vân không phải nói cho mấy anh chị sợ, nhưng mà Vân đã chứng kiến rất là nhiều anh chị, và chị Thảo Phương Vân bị ung thư thận. Thận hả chị? Thì cái người bạn đó của Vân á, là mới có 39 tuổi thôi, đi làm về bác sĩ nói là bị cao máu rồi, nhưng mà không tin, nói là trẻ quá mà, cho nên là không có nghe. Nói là uống thuốc thì cũng không uống, ngày uống 2 ngày nghỉ, đại khái là không có uống đều. Thì một ngày nọ đó, đi làm về ăn cơm xong đi lên giường ngồi chơi iPad, ngồi bấm game, thì máu nó lên á, nhồi máu lên á. Bị vỡ mạch máu trong cái đầu á, vỡ mạch máu mà chết, gục tại giường và chết luôn tại trong cái giường của nhà mình luôn. Mà vợ con không có hay biết, thì vợ đang còn clean up, dọn dẹp ở ngoài kitchen á, ngoài nhà bếp. Thì đứa con á, nó vô nó kêu ba, mà ba không có thức,
thì đứa mẹ nói chứ kêu ba ra làm cái gì đó mà ba không có thức, thì nó chạy ra nó nói mẹ ba ngủ rồi ba không có thức, nhưng mà sao con thấy máu trong người ba nó chảy ra. Thì người vợ chạy vào thì lật lên á, thì nguyên cái mặt nó tím hết mấy anh chị ha, máu bể mạch máu đến nỗi mà máu nó không biết tại sao mà máu nó ra bầm luôn cái mặt luôn, tím luôn cái mặt luôn, thấy ghê lắm. Nhưng mà đại khái là ý Vân nói là mấy anh chị mình nên bảo vệ sức khỏe, không phải là trẻ không chết đâu nha, rất là nhiều người trẻ hiện bây giờ đang mang cái chứng bệnh chết một cách rất là đột ngột ra đi. Thì cái chị mà Vân nói là mới vừa mất hồi tuần rồi, Vân thấy ở trên bàn thờ đó, là chị ta bị không biết là bị cái chứng bệnh gì nó kỳ lắm, bị chứng bệnh gì mà ăn thịt bò, ok, ăn thịt bò mà trúng thịt bò, ok. Thì bác sĩ nói là trúng một cái loại bò điên gì đó không biết nữa, Vân nghĩ trong trong thịt bò nó có cái chất chemical gì đó mà chị ăn chị trúng, thì chị nằm chị quỵ luôn và chị nằm trong bệnh viện và chị ra đi, chị mất trong thời gian ngắn đó. Thì Vân nói là mấy anh chị mình nên bảo vệ sức khỏe của mình, không có phải là mình ăn cái gì trúng mà sorry mấy anh chị, là tại vì cái đề kháng trong người mình nó quá yếu đi, nó quá yếu. Mấy anh chị cứ mỗi ngày cơ thể của mình không bồi bổ mà mình đưa độc tố vào quá là nhiều, thì cái đề kháng của mình nó quá thấp đi, nó chống không nổi, nó chống không nổi những cái gì đó mà có thể. Mấy anh chị có thấy cái gì hiện bây giờ cũng làm giả hết không? Thậm chí cái cải hồi chiều ông xã Vân cho Vân thấy cái cải, cái kho bịch, cái cải mà cải xanh đó mà nó cũng làm giả luôn mấy anh chị ha. Thì còn cái gì nữa mình ăn đúng không? Rồi mình ăn những cái độc tố đó vô mà cái đề kháng trong người mình nó quá yếu đi, thì nó cứ ứ tích trữ trong đó những cái độc tố nó nhiều quá mà nó không có đào thải ra. Mình không uống nước đủ một ngày 3 lít nước, cơ thể mình cần 3 lít nước một ngày, mấy chị uống không có đủ thì làm sao nó lọc ra. Giả lại mình không hoạt động đủ, không tập thể dục nè ha, không cử động đủ, không có hoạt động đủ nè ha, và mình cứ đặc biệt là anh chị em mà làm neo ngồi một ngày trên 6 tiếng, rồi hơn thế nữa là mấy anh chị mà làm office á, ngồi một ngày 8 tiếng luôn, 8 tiếng trở lên ngồi cả ngày luôn, thì nó sẽ làm sao nó lọc ra được mấy anh chị, nó sẽ đi về đâu? Những cái gì mà chemical, những cái gì mà độc tố đưa vô, hút thuốc nè, uống bia uống rượu nè, thức khuya nè, stress nè, căng thẳng nè, căng thẳng đầu óc mấy chị rất là dễ bị tai biến mạch máu nha. Tại sao? Tại vì á, khi mà mình bị giận ai căng thẳng cái gì đó, Vân hay nói trong mấy cái video của Vân á, mấy anh chị nên hỷ xả, nên forgive, bỏ qua hết ha, đừng có nên giận. Tại vì mình giận người ta nhiều lúc người ta không có biết, nhưng mà khi một cái giận của mình á, nó sẽ làm cho cơ thể của mình á, nó giết đi những cái tế bào khỏe của mình, nó hủy đi khoảng 5 triệu cái tế bào khỏe của mình trong người của mình, và nó tức lên một cái đó là cái đầu mình đau lắm mấy anh chị, đau lắm lắm luôn, thì mình sẽ rất là dễ bị bệnh. Mấy anh chị có nghe là tức lên cái giận lên cái đau tim mà chết không? Nó đã, cái tim mình đã yếu rồi, trong người của mình đề kháng nó rất là yếu, thì cái bộ phận trong người mình nó yếu lắm, mà mình tức ai mình giận ai cái hả là tự nhiên mình bị ép tim mình nhồi tim mình chết. Có nghe điều đó không mấy chị, có nghe đúng không? Thì Vân không Vân Vân muốn nhắc lại nhắc đi đó là mình còn khỏe thì mình nên bảo vệ sức khỏe của mình trước khi mình bị bệnh, ok. Còn nếu như mình bị bệnh rồi á, có một số anh chị đó không có may mắn giống như Vân, mấy anh chị rất là nhiều người giống như Vân đi một số tiệm nail đó, có một cái này câu chuyện có thật đó, Vân cũng đã từng kể rồi. Thì cái chị này mới có 33 tuổi thôi, cái Vân có một cái công nghệ này đo đo cái chỉ số, là mình biết được là cái chỉ số đó nó khỏe hay nó đang thiếu cái gì, hay là cái chất chống oxy hóa nó là bao nhiêu ha, trong người mình nó có cái chance bị ung thư hay không, xác suất là bao nhiêu, ok. Thì cái đó đó khi mình đo đó mình sẽ biết được, thì mình tư vấn sức khỏe cho người ta. Thì cái chị này á, chỉ nằm trong cái xác suất mà thấp nhất 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 luôn, là cái chance mà chị bị bệnh bệnh rất là cao, đặc biệt là bị ung thư, mà chị không tin. Và khi mình đo cho chị rồi, nguyên cả tiệm ai cũng cười mình hết, và ai cũng nói là cái này không có thật, là tại vì cái chị đó là chị khỏe nhất trong tiệm, chị làm giỏi nhất trong tiệm, làm nhiều tiền nhất trong tiệm anh chị. Thì khi mà Vân đo như vậy rồi không ai tin không Vân hết. Nhưng mà guess what, khi mà 4 tháng sau Vân tới Vân follow up cái tiệm đó đó, cái tiệm đó ở Fort Lauderdale, Florida nè,
Khi Vân follow up cái tiệm đó thì các chị chủ mới nói, mới cho Vân biết là Vân có nhớ là cái chị đó gì 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 không. Vân nói Vân nhớ thì đang làm như vậy, xỉu một cái rầm một cái đưa vô emergency, đưa vô bệnh viện, nó chụp hình hết cái cơ thể thì mới phát hiện ra ung thư lỗ tai thời kỳ cuối rồi mấy chị, thời kỳ cuối rồi, và bác sĩ kêu án tử hình là sống trong vòng 6 tháng nữa chết, không quá 6 tháng. Thì đúng là không quá 6 tháng, cô ta sống hình như có 4 tháng mấy là đã ra đi rồi mấy chị, với một cái tuổi 33 tuổi, quá là trẻ luôn, trẻ cực kỳ trẻ luôn mấy chị. Cho nên Vân thấy những cái câu chuyện còn rất là nhiều câu chuyện nữa mà tại mình không có thời gian nhiều để mình kể cho mấy chị nghe, nhiều câu chuyện lắm mà ra đi một cách rất là đau lòng. Thì bây giờ bài học cho mình là gì? Bây giờ mình còn sức khỏe, mình nên bảo vệ sức khỏe của mình, ăn uống cho đủ nè ha. Đừng có thức khuya quá, 11 giờ có thể 11 giờ rưỡi mình sẽ đi ngủ, mình đừng có thức khuya quá, mình có thể thức sớm nhưng mà đừng có ngủ khuya quá. Rồi uống nước đều đặn mỗi ngày, ít ít nhất là hai chai nước đến ba, more than that, 3 lít nước là có thể mình cầm mỗi ngày mấy anh chị ha. Exercise, đi bộ, hoạt động một ngày đi bộ chừng tập thể dục chừng 15 phút 20 phút gì đó để cho máu huyết nó lưu thông, đừng có bị nghẹt cái mạch máu gì trong người của mình. Và hơn thế nữa, cái quan trọng nhất đó là mình làm sao học vui vẻ, hoạt bát, cởi mở, forgive, đừng có buồn buồn phiền gì ai hết mấy anh chị. Để khi mình buồn phiền người khác á, là mình sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe mình rất là nhiều, và nó làm cho mình cằn cõi già nua đi mà mình không biết. Ok, sau học tha thứ, học forgive, thì những cái đó là rất là quan trọng cho sức khỏe của mình. Nếu như mình muốn sống khỏe thì mình cần, rất là cần làm những cái đó. Và hơn thế nữa đó là thức ăn của mình đó, mình ăn á mấy anh chị nên cái này và không phải khuyên mấy anh chị ăn chay nha, nhưng mà hiện bây giờ đó là những cái con animal á, những con gà, con heo, con bò nó nuôi toàn là chemical không mấy anh chị ơi, chemical không luôn. Mấy anh chị đã có từng thấy những cái trại bò, trại gà, trại heo mà nó giết, nó chích chưa, nó chích vô vô con heo đó, nó bỏ chemical vô thức ăn rồi ha, mà nó còn chích cho con heo nó lớn nhanh nữa. Thì mấy anh chị thử tưởng tượng, nó bị chemical ở trong thức ăn của nó rồi mà chemical chích cho nó lớn nhanh để cho người ta giết cho mình ăn mấy anh chị ha. Thì thử tưởng tượng nha, khi mà nó giết cho mình ăn như vậy đó, thứ nhất á là chemical nó vẫn còn trong người của con heo đó. Thứ nhì đó, khi mà nó bị giết á mấy anh chị, nó phẫn nộ á, nó đang bực á, nó đang giận, nó đang rất là căm giận á cái người mà giết tôi á. Thì khi mà nó giận như vậy đó thì cái thịt của nó chết á, nó sẽ turn thành chất độc mấy anh chị, thành poison, thành chất độc. Tại sao mà Vân nói cái chị kia, chị nói bác sĩ nói chị ăn trúng độc của con bò điên, không biết là cái nghĩa đó là sao nhưng mà Vân không có hình dung được mấy anh chị. Nhưng mà Vân đã từng thấy coi người ta giết mấy cái con đó, cho nên khi mình thấy như vậy mình không dám ăn nó nữa mấy anh chị ha, rất là tội nghiệp. Thì cái đó giúp cho Vân nhớ đến một cái câu chuyện mà của một cái nhà khoa học gia gì đó Vân nghe mà Vân quên tên rồi, lâu lắm rồi, lúc mà mình còn đi học ở high school đó, thì có một cái thầy giáo kể cho mình nghe đó, một cái câu chuyện là một cái bà mẹ này, bà mới vừa có baby, mới vừa có em bé thì đang thì vẫn còn breastfeeding á, cho con bú á mấy anh chị. Thì cái ngày đó đó cho con bú á, sắp sửa cho con bú, thì hai vợ chồng gây lộn mà gây lộn cực kỳ mạnh luôn á, cực kỳ lớn á, giận, chị giận lắm luôn á, chị giận ảnh mà chị giận lắm, bực mình lắm luôn. Thì vừa lúc mà đang giận đó thì con nó khóc, thì chị mới ẵm đứa con, chị cho con bú. Thì khi mà chị cho con bú á, thì chị chừng chừng khoảng cỡ nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ sau sao đó, đứa con nó không thở được nữa, thì kêu emergency tới rước chở đứa con đi á, tại vì đứa con tự nhiên nó giống như nó tắt thở vậy đó. Thì đưa tới bệnh viện thì nó chết thì không biết lý do tại sao. Thì khi bác sĩ á, mà làm cái research á, trong đứa bé đó thì mới nói là tại vì cái sữa mẹ đó, lúc mà giận á, lúc cái người mẹ mà giận á, thì tất cả các người của người mẹ nó thành độc tố mấy anh chị, nó thành độc tố. Thì cái sữa mẹ đó nó cũng turn thành độc tố luôn, thành poison luôn ha. Thì khi đó vừa lúc đó thì nó đưa cho mà người mẹ đưa cho người con bú, thì đứa bé bi đó nó bú vô á, thì nó đã uống độc tố vô trong người rồi.
thì lúc đó nó chết. Thì cái câu chuyện này Vân nghe lâu lắm luôn, thì đó tới lúc mà Vân thấy được á, những cái cảnh vật mà những cái cảnh mà nó vô trong trong cái farm mà nó giết những cái con animal đó đó, những cái con đó để cho mình ăn á, mà nó chemical không trong đó đó, thì Vân có tưởng tượng cái hình dung á là mình ăn độc uống độc mỗi ngày mà mình không biết. Mấy anh chị ăn độc uống độc mỗi ngày mình không biết, mình cho biết bao nhiêu chất độc vào người của mình mà chưa bao giờ mình nghĩ tới là detox, đẩy những cái gì dơ trong người của mình ra, đúng không? Có bao giờ mấy anh chị nghĩ là mấy anh chị mỗi 3 tháng hay mỗi 2 tháng mấy anh chị đẩy độc ra không? Có bao giờ ai làm điều đó không? Vâng, biết cũng có nhưng mà rất là ít. Mấy anh chị thử tưởng tượng chiếc xe của mình nè, mình chạy 3.000 mile mình vẫn phải thay dầu thay nhớt, đúng không? Oil change. Nhưng mà cái thân của mình làm việc cho mình mấy chục năm nay rồi. Vậy thì anh chị có detox nó ra chưa? Anh chị có clean up cái cơ thể của mình ra chưa? Anh chị làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Trong khi cái xe của mình á, có thể là nó trị giá 50 ngàn, 100 ngàn. Nó là cái vật ngoài thân thôi. Nhưng mà mấy anh chị ha, mỗi 3 tháng mấy anh chị đi thay nhớt, thay dầu nè. Mỗi 1 tuần mấy anh chị đi clean up, dọn rửa nó nè. Và mỗi tháng á, là mấy chị phải đóng bảo hiểm, mà bảo hiểm rất là cao, mà nó ngộ một cái là mấy chị đóng bảo hiểm, mấy chị không có phải nói là không có muốn mình bị đụng nó ngộ vậy đó không muốn mình bị đụng, nhưng mà mình mua bảo hiểm rất là cao. Còn bây giờ ngược lại hỏi tới cái thân mình đây nè, cái thân mình anh chị mua bảo hiểm cho thân mình bao nhiêu rồi? Anh chị làm gì cho mình có sức khỏe? Có phải là mình có sức khỏe là mình sẽ có tất cả không? Mình có chiếc xe đẹp nhưng mà mình không có chiếc sức khỏe, mình không có leo lên chiếc xe đẹp để mình cởi mà để mình lái xe thì mình đâu có giá trị gì đâu, đúng không? So, cái mà Vân muốn truyền đạt cho mấy anh chị ở đây đó là mình còn khỏe, mình nên bảo vệ sức khỏe trước khi mình bệnh. Mình đánh răng là tại vì mình còn răng để mình đánh, đúng không? Nếu mình hết răng rồi thì mình đâu cần phải đánh răng đâu, đúng không? Thì sức khỏe cũng vậy mấy anh chị, mình nên bảo vệ sức khỏe. Vân thấy rất là nhiều anh chị đó ở Mỹ rất là tội nghiệp, hầu như ai qua Mỹ cũng là tuổi con trâu hết, đúng không? Hầu như là tuổi con trâu hết. Tại sao Vân nói vậy? Là tại vì hầu như qua đây ai cũng cài 6 ngày, 7 ngày, một ngày là 8 tiếng, 12 tiếng, 15 tiếng, thậm chí hai chóp luôn, thấy rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà khi cài xong rồi đó, sức khỏe nó kiệt rồi đó, đang có tiền, đang rất là giàu trong tay, đang nắm rất là nhiều tiền trong tay, nhưng mà không mua kịp lại sức khỏe, mấy anh chị nó rất là đau lòng. Không nghe, không mua kịp lại sức khỏe. Mấy anh chị có bao giờ mà nghe bác sĩ kêu án tử hình một ai đó mà là người thân của mình chưa? Mấy anh chị có cảm nhận được những cái đau lòng đó chưa? Thì người thân của mình á mà mình còn đau lòng như vậy, huống chi tới phiên mình. Mấy anh chị tới phiên mình thì mấy anh chị nghĩ coi, trời kêu ai nói dạ, đúng không? Nhưng mà mình có cái phương pháp để mình bảo vệ trước khi ông trời ông kêu mình đột ngột như vậy, ok? So mình nên bảo vệ, mình đừng có mình không có muốn là ông bác sĩ kêu án tử hình mình trước khi mình enjoy cuộc đời này. Và mình không có muốn mà sanh ra lớn lên có gia đình rồi đi làm rất là cực rồi chết mấy anh chị, mình không muốn điều đó xảy ra đến với mình. Cho nên là ít nhất mình cũng phải là mình làm cực để làm chi, mình cũng phải hưởng chút xíu chứ, không đúng không, hưởng thụ chút xíu trước khi mình ra đi. Cho nên là sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, và mình nên bảo vệ sức khỏe mình trước khi mình bệnh. Một lần nữa rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi cái chương trình của video của Vân, và Vân hẹn gặp mấy anh chị vào chương trình kỳ tới ha. Thank you mấy anh chị. Have a good night. Bye bye.